Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, trong xã hội hiện đại, chúng ta có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều những thiết bị công nghệ điện thoại thông minh, máy tính đến TV. Điều này vừa mang đến những ưu điểm, song cũng vô tình khiến con người mắc rất nhiều những căn bệnh liên quan đến mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị. Những bệnh về mắt này thường phải nhờ đến bác sĩ điều trị và phải mất một thời gian khá dài mới có thể phát huy được hiệu quả. Tuy nhiên, có một mẹo chữa các bệnh này khá hiệu quả là bấm huyệt. Mẹo bấm huyệt được truyền tụng trong giới võ học giúp các võ sư luyện mắt tinh, tai thính. Vậy thì bấm huyệt như thế nào để có thể hỗ trợ điều trị được các bệnh về mắt vừa hiệu quả lại an toàn? Trong video hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ chia sẻ với cô bác phương pháp của vị giáo sư đông y. Đảm bảo kiên trì thực hiện, chỉ sau một thời gian ngắn, cô bác sẽ cảm nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở đôi mắt của mình. Cô bác hãy cùng theo dõi nhé! Một trong những kinh nghiệm vô cùng quý giá về phương pháp điều chỉnh thị lực của giáo sư Hạ Phổ Nhân, một danh y đại sư của Trung Quốc, được Hội Y học Trung Quốc gọi là Thần Châm, bậc thầy giỏi như thần về châm cứu, được giới thiệu sau đây. Có thể là thông tin tham khảo tốt cho người có bệnh về mắt. Khoảng 30 năm trước, giáo sư Nhân có bệnh về mắt, đục thủy tinh thể gần như bị mù. Trong bối cảnh thời đó, điều kiện chữa bệnh chưa hiện đại như bây giờ, ông đã dùng các biện pháp điều trị theo đông y và mắt sáng rõ lên theo thời gian. Áp dụng những phương pháp tập luyện đơn giản hàng ngày, đến nay, dù giáo sư Nhân đã 85 tuổi, nhưng ông vẫn có thể đọc sách báo, chơi bài mà không cần phải đeo kính. Thị lực của ông khá ổn và đủ sáng để làm việc bình thường. Điều này quả thật là một sự ngạc nhiên kỳ diệu. Do xu thế sử dụng công nghệ, thị lực của chúng ta đang giảm đi đáng kể, đặc biệt là trẻ em. Giáo sư Nhân rất lo lắng về vấn đề này. Ông khuyến khích mọi người nên duy trì tập luyện cho mắt, vừa không tốn tiền lại hiệu quả lâu dài. Mỗi ngày chỉ cần làm 3 việc đơn giản sau đây. Việc thứ nhất, ai cũng làm được từ trẻ nhỏ cho đến người già, đó chính là xoay mắt, làm mắt tinh, thông huyết, ngăn ngừa đục thủy tinh thể. Có thể hàng ngày cô bác đã thực hiện động tác xoay mắt này một cách đều đặn rồi, nhưng chỉ là chưa đúng kỹ thuật mà thôi. Sau khi xem xong video này, chỉ cần một chút điều chỉnh thì chắc chắn thị lực của cô bác sẽ có sự cải thiện rõ rệt. Phương pháp này rất đơn giản, cô bác chỉ cần khép mắt nhẹ, thư giãn, xoay tròng mắt theo chiều kim đồng hồ 36 lần, đổi chiều ngược lại rồi xoay tiếp 36 lần. Nếu kiên trì phương pháp này, các bệnh về mắt sẽ giảm đi thấy rõ. Không chỉ có tác dụng chữa bệnh đục thủy tinh thể viễn thị, hoa mắt mà còn có tác dụng phòng chống cận thị rất hiệu quả. Giáo sư Nhân cho biết, đây là bài tập được đánh giá cao từ xưa đến nay, giúp làm máu chạy nhanh hơn, một số chất cặn bã được đào thải nhanh chóng, từ đó hạn chế triệu chứng đục thủy tinh thể phát triển. Y học hiện đại cũng đã phát hiện ra rằng khi xoay chuyển mắt có thể giúp các mao mạch mắt hoạt động, thúc đẩy tuần hoàn. Do vậy, cải thiện sự trao đổi chất trong mắt giúp kiểm soát sớm bệnh đục thủy tinh thể. Việc thứ hai đó là bấm huyệt thừa khớp giúp chống viễn thị, giảm cận thị. Đầu tiên thì cô bác cần xác định được vị trí của huyệt thừa khớp. Bước thứ nhất, cô bác nằm ngửa, thẳng hướng mặt lên đối diện trần nhà, nhắm mắt, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Tiếp đó từ đồng tử thẳng xuống sát với xương hốc mắt chừng 1 cm, nơi giao nhau của đường dọc chính giữa mắt và bờ dưới xương ổ mắt chính là vị trí huyệt thừa khớp. Cô bác dùng ngón trỏ bấm vào huyệt thừa khớp, mắt hướng thẳng về phía trước, tròng đen nhìn xuống dưới. Huyệt thừa khớp nằm ở xương hốc mắt dưới, dùng ngón trỏ day bấm nhiều lần. Kể từ năm 47 tuổi, giáo sư Nhân đã có dấu hiệu mắt mờ, giảm thị lực, phải đeo kính nặng độ nhưng vẫn không nhìn rõ. Giáo sư đã nghiên cứu và áp dụng bài bấm huyệt này vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, coi như là một giải pháp cung cấp máu cho đôi mắt. Sau một thời gian kiên trì thực hiện, mắt ông đã cải thiện rất rõ rệt. Việc thứ ba đó là bấm huyệt minh nhãn giúp giảm mỏi mệt mắt, nuôi dưỡng mắt sáng. Bằng một phương pháp massage đơn giản, đó là khi vào giờ nghỉ ngơi hoặc chờ xe buýt hay bất kỳ thời điểm nào trong ngày, cô bác đều có thể bấm huyệt minh nhãn. Huyệt minh nhãn để giảm chứng mỏi mắt. Trước khi đi ngủ, nếu cô bác là một người bị khó ngủ hay trằn trọc,
mãi mới có thể ngủ được thì tôi rất khuyến khích cô bác bấm huyệt, đặc biệt là huyệt minh nhãn này để loại bỏ mệt mỏi mắt, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Tôi cũng đã thử áp dụng và đúng là nó phát huy những tác dụng rất rõ rệt. Phương pháp này cũng có thể ức chế quá trình diễn tiến bệnh đục thủy tinh thể do tuổi già. Ngoài ra thì bấm huyệt này còn có thể giúp giảm chứng viêm kết mạc cấp tính, tất cả các triệu chứng liên quan đến mắt. Những người hay phải làm việc với máy tính, công việc cần dùng mắt nhiều thì cần bấm huyệt này 2 lần mỗi ngày. Về cách bấm huyệt, cô bác dùng ngón trỏ và ngón cái của tay này bấm dây huyệt cho tay kia rồi đổi ngược lại, mỗi lần từ 3 đến 5 phút, cho đến khi cảm thấy hơi đau hoặc nóng vùng huyệt thì dừng lại. Tiện lợi nhất là cô bác nên bấm vào buổi sáng và tối, trước và sau khi ngủ dậy. Để có tác dụng, cô bác phải duy trì việc bấm huyệt đúng cách, đều đặn, tạo thành thói quen. Nếu bấm ít mà không đúng chỗ thì khó đạt được hiệu quả. Trên đây là 3 tác động của bấm huyệt rất đơn giản mà cô bác nào cũng nên thử áp dụng để trải nghiệm những lợi ích vàng mang đến cho đôi mắt của chúng ta. Ngoài ra thì vừa ấn huyệt vừa massage mắt sẽ giúp cô bác giữ được đôi mắt tinh anh khỏe mạnh. Phương pháp massage rất đơn giản, dùng các ngón tay để xoa quanh hốc mắt rồi xoa nhẹ lên, dùng lực đạo thật nhẹ nhàng, tránh làm tổn thương mắt và để cho các cơ quan đó được làm việc thì máu sẽ lưu thông tới. Chú ý không đè vào trực tiếp mắt sẽ không tốt cho mắt. Lặp lại nhiều lần cho đến khi cô bác cảm thấy ấm ở mắt là được. Bên cạnh mẹo bấm huyệt để hỗ trợ và tăng thêm hiệu quả khi sử dụng mẹo này hoặc nhìn ra xa vào những đám cây xanh trong 10 giây. Tốt nhất là cô bác nên thực hiện vào sáng sau khi ngủ dậy. Để có một đôi mắt khỏe mạnh, ngoài những mẹo trên, trước khi đi ngủ, cô bác có thể đắp lên mắt một túi trà hoặc bã ấm trà sẽ làm giúp thư giãn mắt, chống thâm quanh mắt và đánh tan một ngày mệt mỏi cho đôi mắt của chúng ta. Cô bác thân mến, chúng ta đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, một đôi mắt khỏe là một đôi mắt được chăm sóc bảo vệ thường xuyên kỹ lưỡng. Vậy làm thế nào để có thể có một đôi mắt đẹp sáng và khỏe mỗi ngày? Với những phương pháp chăm sóc đơn giản để thực hiện mà sống khỏe mỗi ngày sẽ chia sẻ sau đây, đảm bảo là kiên trì thực hiện sau một thời gian ngắn, cô bác sẽ cảm nhận những thay đổi rõ rệt trong việc nuôi dưỡng cửa sổ tâm hồn của mình. Cô bác hãy tiếp tục theo dõi nhé. Đầu tiên đó là một chế độ ăn hợp lý. Nhiều cô bác nghĩ rằng chỉ có những phương pháp như nhỏ thuốc, uống thuốc bổ thì mới tốt cho mắt. Thế nhưng thực tế ngay cả việc ăn uống cũng ảnh hưởng rất lớn đến đôi mắt của chúng ta. Tuy nhiên, ăn gì là tốt cho mắt thì cô bác đã bao giờ tìm hiểu đến chưa ạ? Trong chế độ ăn uống, phải đảm bảo bữa ăn có chứa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng cần thiết cho mắt, nhất là vitamin A. Loại vitamin này thường có trong cần tây, dầu cá, lòng đỏ trứng gà, gan động vật, cà chua. Khi được cung cấp đủ vitamin A thì mắt mới sáng và khỏe mạnh được. Ngoài ra có một số loại thực phẩm không tốt cho mắt mà cô bác nên tránh xa. Chẳng hạn như đồ chiên rán, đường hay các loại đồ uống chứa cồn. Cô bác nên hạn chế ăn những loại thực phẩm này bởi nó có thể khiến thị lực giảm từ từ, mắt mở dần theo chiều hướng tiêu cực. Nếu tiến triển xấu, có thể dẫn đến teo dây thần kinh thị giác của bác nhé. Thứ hai, cô bác phải đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng một ngày để giúp cho đôi mắt được khỏe mạnh. Cũng như làn da, đôi mắt cần được cung cấp đầy đủ độ ẩm cần thiết và cách giữ ấm tốt nhất cho mắt đó là uống thật nhiều nước trong ngày. Đặc biệt, để đôi mắt luôn khỏe trẻ trung, sẵn sàng cho một ngày mới, cô bác cũng cần ngủ đủ thời gian, đó là tối thiểu phải 8 tiếng một ngày. Thêm nữa là tôi thấy bây giờ có rất nhiều cô bác đang giữ thói quen sử dụng điện thoại, máy tính hay là xem TV trước khi đi ngủ, ít thì 5 đến 10 phút. Nhưng cũng có khi là 10 đến 20 phút, thậm chí có người xem đến vài tiếng đồng hồ rồi mới ngủ. Đây là một thói quen không hề tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đôi mắt của chúng ta một chút nào đâu cô bác nhé. Ở điện thoại, máy tính hay TV đều có ánh sáng màu xanh. Ánh sáng này có liên quan đến các vấn đề về mắt thường gặp như thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra ánh sáng xanh còn gây nguy hiểm cho giấc ngủ. Kể từ khi nghỉ ngơi, đôi mắt và cơ thể của bạn là quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Cô bác nên đảm bảo tắt màn hình ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ hoặc sử dụng các bộ lọc chặn ánh sáng xanh. Việc tiếp theo cô bác không thể bỏ qua đó là kiểm tra mắt định kỳ.
Nhiều cô bác có thói quen chăm sóc, kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng hay 1 năm một lần. Thế nên lâu lâu đi khám lại, thấy mắt mờ dần đi. Do vậy, cô bác nhớ là phải kiểm tra mắt định kỳ nữa nhé. Kiểm tra mắt định kỳ để đảm bảo rằng đôi mắt của cô bác luôn khỏe mạnh. Kiểm tra mắt là việc làm cần để đảm bảo rằng đôi mắt của cô bác khỏe mạnh và nhìn tốt. Một bài kiểm tra thị lực sẽ giúp xác định xem cô bác có cần đeo kính để điều chỉnh tầm nhìn của mình hay không. Nếu có thì đeo kính bao nhiêu độ là phù hợp. Kiểm tra giãn nở trong mắt cũng nên được thực hiện để phát hiện sớm các thiệt hại về mắt hoặc các bệnh như tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác ADM. Thứ tư đó là đeo kính râm mỗi khi phải ra ngoài trời. Vào những ngày trời nắng nóng như thế này thì đa số cô bác đều trang bị cho mình rất nhiều những món đồ bảo hộ, che chắn, bảo vệ làn da như áo chống nắng, mũ, khẩu trang, tất tay tất chân. Thế nhưng có một thứ tôi thấy cô bác thường xem nhẹ và hay quên, đó là đeo kính râm. Cô bác hình dung là tia cực tím từ ánh nắng mặt trời không những gây tổn thương da mà còn mang lại nhiều tác hại cho đôi mắt của chúng ta. Khi mà mắt tiếp xúc trực tiếp với tia UV trong một thời gian dài có thể dẫn đến một số vấn đề như bỏng giác mạc, đục thủy tinh thể hoặc ung thư mí mắt. Đứng trước nguy cơ tiềm ẩn trên, cô bác nên chủ động đeo kính râm mỗi khi ra ngoài trời để có thể ngăn chặn lại sự tác động của tia UVA và UVB. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên đội mũ rộng vành để bảo vệ cho toàn bộ gương mặt, cổ, tóc và tai. Đối với những người có tính chất nghề nghiệp dễ gặp các chấn thương về mắt, tốt nhất nên sử dụng kính bảo hộ khi làm việc. Loại kính này có tác dụng ngăn các chất độc hại, vật thể lạ bắn vào cơ thể, vào mắt. Cô bác nên chọn kính bảo hộ được làm bằng nhựa polycarbonate để tăng khả năng chống chịu sự va đập lên gấp 10 lần so với các loại vật liệu khác. Thứ năm đó là tập thể dục cho tầm nhìn tốt hơn. Vận động không chỉ làm khỏe cho cơ thể dẻo dai mà còn khiến cho đôi mắt sáng khỏe hơn. Những bài tập mạnh, chẳng hạn như chạy, có thể bảo vệ đôi mắt khỏi bị đục thủy tinh thể và AMD. Bất kỳ bài tập luyện nào, dù ở trong phòng tập thể dục, chẳng hạn như đi xe đạp, trượt băng, bơi lội hoặc nâng tạ, đều tốt cho tim mạch và có thể bảo vệ thị lực của cô bác bằng cách giảm viêm trong cơ thể, kể cả những viêm ảnh hưởng đến mắt. Thứ sáu đó là ngăn ngừa mỏi mắt do ngồi máy tính. Hầu hết chúng ta quên mất nháy mắt và cho mắt nghỉ ngơi khi mà làm việc với máy tính hoặc xem TV. Điều này có thể làm cho đôi mắt bị mệt và khô, thậm chí còn dẫn đến nhức đầu. Thực hiện theo quy tắc 20-2-20 để giảm mỏi mắt. Cứ 20 phút nhìn xa khoảng 2 mét về phía trước trong 20 giây. Thứ bảy đó là nên thường xuyên đắp mặt nạ cho đôi mắt. Có rất nhiều loại mặt nạ khác nhau mà cô bác có thể sử dụng cho đôi mắt. Nhưng trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu một phương pháp đơn giản nhất, dễ thực hiện nhất với nguyên liệu quen thuộc, đó là quả dưa chuột. Cô bác chỉ cần lấy một quả dưa chuột rửa sạch, cắt thanh ngang thành các lát mỏng rồi ngâm trong nước đá 5 phút. Nằm ngửa thoải mái, nhắm mắt thư giãn rồi lấy 2 lát dưa chuột đã được ướp lạnh đặt lên mắt. Giữ nguyên các lát dưa chuột trong 10 phút hoặc cho đến khi các lát dưa chuột ấm lên thì cô bác bỏ ra. Cô bác sẽ làm cho đến khi cảm nhận hiệu quả ngay tức thì của phương pháp này lên đôi mắt mệt mỏi của mình. Thứ 8 đó là áp dụng các bài tập yoga giúp đôi mắt luôn khỏe đẹp. Tập yoga cho mắt cũng là một cách hay giúp chăm sóc mắt khỏe đẹp và tinh anh. Trước tiên, cô bác hãy ngồi trong tư thế thoải mái và tưởng tượng trước mặt là chiếc đồng hồ. Cô bác hãy nhìn hướng lên số 12, chỉ 12 giờ của đồng hồ. Sau đó dừng lại 1 giây và tiếp tục hạ ánh mắt xuống kim chỉ 6 giờ. Sau khi thực hiện động tác này, cô bác hãy tạm nghỉ vài giây và lặp lại bài tập khoảng 10 lần. Khi kết thúc bài tập, hãy áp hai bàn tay lên mắt và để chúng nghỉ ngơi trong khoảng vài giây trong bóng tối. Cô bác nên chăm chỉ tập luyện các động tác này mỗi ngày để giúp cho đôi mắt được tinh anh và khỏe đẹp. Trên đây là những động tác quen thuộc mà cô bác có thể thực hiện mỗi ngày để bảo vệ đôi mắt khỏe của mình luôn sáng cô bác nhé. Cô bác thân mến, thời lượng video của hôm nay đến đây là hết rồi. Cô bác thấy những thông tin mà chúng tôi chia sẻ và mang đến có bổ ích và thú vị không ạ?
Cô bác đừng quên chia sẻ những ý kiến đóng góp đánh giá cho chúng tôi bằng cách để lại bình luận phía bên dưới video này. Cô bác cũng đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ biên tập của kênh. Còn bây giờ, chương trình ngày hôm nay của Sống Khỏe Mỗi Ngày xin kết thúc. Cảm ơn quý cô bác đã chú ý theo dõi. Các cô bác cũng đừng quên ấn nút đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích về chăm sóc sức khỏe hàng ngày nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác trong các chương trình tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày. Xin kính chào quý cô bác đang theo dõi trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, không biết là có cô bác nào ở đây giống như tôi không? Thời gian chuẩn bị đến giờ ăn trưa và nhất là trước khi đến bữa tối, chỉ mong sao làm xong việc sớm để về ăn cơm. Trên đường đi làm về mà người thấy mùi cơm nóng cùng với đồ ăn thì bụng lại càng đói cồn cào hơn nữa. Thành ra nếu cô bác cũng như vậy thì tới nhà chắc chắn là cô bác chỉ muốn ăn cơm luôn để lấp đầy bụng rỗng, có đúng không nào? Tuy nhiên có đói thì chúng ta cũng nên cố gắng nén lại một chút nhé. Bởi vì lúc đói chính là khoảng thời gian tốt nhất để chúng ta lọc sạch độc tố trong gan, ruột, thậm chí là ngăn ngừa ung thư. Hẳn là nhiều cô bác ở đây sẽ không biết, việc co bóp của ruột hoạt động được bình thường rất quan trọng đối với cơ thể. Điều này có thể giúp làm sạch chất thải trong cơ thể, đặc biệt là ở trong tạng gan. Do vậy, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ đến quý cô bác 3 loại thực phẩm cực tốt cho gan, ruột. Cô bác ăn vào thì cả đời không lo bệnh tật, cô bác nhé! Thực phẩm đầu tiên cực tốt cho gan khi cô bác ăn lúc đói đó chính là bưởi. Cô bác có biết không, có một sự thật nguy hiểm về bệnh ung thư mà nhiều cô bác sẽ phải công nhận, đó là trước khi gặp những dấu hiệu bất ổn của cơ thể, rất ít khi cô bác nào nghĩ rằng sẽ mắc phải căn bệnh này. Cho đến khi cơ thể chúng ta biểu hiện rõ rệt, cô bác mới đi thăm khám thì hầu hết đều sẽ nhận được tin như sét đánh ngang tai vì có các khối u ác tính bên trong cơ thể rồi. Ví dụ điển hình như thế này, cách đây không lâu tôi có đọc được một bài báo chia sẻ về cô giáo Fang, là giáo viên 33 tuổi của một trường trung học ở Trung Quốc. Cô này thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và chán ăn. Do công việc bận rộn, cô Fang không thể dành thời gian đến bệnh viện để kiểm tra. Tới lúc thấy da có biểu hiện vàng đi thì cô mới đến bệnh viện. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh ung thư gan. Vì còn rất trẻ tuổi nên cô rất bất ngờ vì mắc bệnh ung thư sớm như vậy. Cô giống như gục ngã, không biết phải làm sao. Thành ra đây cũng chính là bài học cho cô bác. Trước khi bệnh tật tìm đến, cô bác nên bổ sung các loại thực phẩm để có thể phòng chống được căn bệnh quái ác này. Và một trong số đó chính là bưởi nhé. Tôi sẽ chia sẻ rõ hơn để cô bác nào ở đây chưa biết, thì loại quả này có chứa các hợp chất kích thích việc sản xuất và hoạt động của các enzyme hỗ trợ quá trình giải độc gan của cô bác. Hơn nữa, nó giúp làm sạch và đào thải các chất gây ung thư ra khỏi gan. Thậm chí, chỉ một ly nhỏ nước ép bưởi tươi uống vào lúc cô bác đang cảm thấy đói sẽ giúp đẩy mạnh sản xuất các enzyme giải độc gan, giúp tuôn ra chất gây ung thư và các chất độc khác đấy cô bác. Ngoài ra, quả bưởi còn là một loại trái cây tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta vì nó làm giảm cholesterol LDL, cholesterol xấu, ngăn ngừa sỏi thận và bảo vệ chống lại một số loại ung thư như là ung thư dạ dày, ung thư đại tràng. Tuy nhiên, có một điều mà cô bác nên lưu ý, đó là nếu chúng ta muốn sử dụng loại thực phẩm tốt cho gan này, cô bác nên hỏi ý kiến của bác sĩ. Bởi vì bưởi có thể ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc mà chúng ta đang dùng như là thuốc hạ mỡ máu, thuốc giảm huyết áp và nhiều loại thuốc tim mạch khác, cô bác nhé. Tiếp theo, bột yến mạch, thực phẩm làm giảm lượng chất béo tích tụ trong gan. Cô bác nào ở đây đang trong chế độ giảm cân, hẳn là chúng ta đều làm bạn với yến mạch, có đúng không nào? Thậm chí, đây là thực phẩm có khi còn thay thế hoàn toàn cho cơm mà cô bác vẫn thường ăn. Vì điều này có thể giúp cho cô bác cắt bỏ được tối đa lượng tinh bột nạp vào trong cơ thể. Hơn nữa, mùi vị đặc trưng của yến mạch ăn cùng với sữa chua khi đói sẽ khiến cho cô bác cảm thấy rất ngon miệng, có đúng không nào? Vậy thì cô bác hãy tiếp tục thói quen ăn uống lành mạnh này nhé. Bởi vì điều này không chỉ giúp cho cô bác giảm cân hiệu quả mà còn cực tốt cho tạng gan. Như chúng ta đã biết thì việc đưa bột yến mạch vào chế độ ăn uống hàng ngày là một biện pháp bổ sung chất xơ vô cùng hiệu quả. Theo các nghiên cứu thì lượng chất xơ được tìm thấy trong bột yến mạch đặc biệt mang lại nhiều lợi ích cho gan và giúp ổn định các hoạt động của hệ tiêu hóa.
Nói cụ thể hơn là do trong thành phần của bột yến mạch có chứa rất nhiều hợp chất tên là beta-glucan. Hợp chất này khi được đưa vào cơ thể sẽ phát huy tác dụng chống viêm, điều chỉnh hệ thống miễn dịch, chống lại béo phì và bệnh tiểu đường. Ngoài ra, bổ sung hợp chất beta-glucan từ việc ăn yến mạch còn giúp cho cô bác giảm đáng kể lượng chất béo đang tích tụ trong gan, từ đó giúp bảo vệ cho gan hiệu quả. Tuy nhiên, cô bác nên lưu ý là lựa chọn bột yến mạch nguyên chất để bảo vệ cho gan, bởi vì bột yến mạch đóng gói có thể có thêm thành phần đường hoặc là bột không có lợi đối với sức khỏe tổng thể, cô bác nhé. Và cuối cùng, dầu ô liu, thực phẩm chứa chất béo lành mạnh, tốt cho gan. Cô bác biết đấy, sức khỏe của gan suy yếu nếu như ăn quá nhiều chất béo. Trong khi đó, các món ăn như là gà rán, khoai tây chiên, thịt nướng thì có chứa lượng chất béo cực kỳ cao, có đúng không nào? Cô bác ăn về lâu về dài sẽ khiến cho gan bị nhiễm độc nặng, chứ chẳng chơi. Tuy nhiên, nếu bỏ luôn dầu chiên thì việc nấu nướng của chúng ta cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vậy thì phải làm thế nào đây? Dễ thôi cô bác, chúng ta có thể chuyển việc dùng dầu động vật qua sử dụng dầu ô liu nhé. Nguyên liệu này đã được các chuyên gia đánh giá là một chất béo lành mạnh, tốt cho gan, hệ thống tim mạch và mang đến nhiều lợi ích đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta. Thành ra, việc thêm dầu ô liu vào trong chế độ dinh dưỡng sẽ giúp cho những cô bác nào có vấn đề về gan giảm đáng kể hoạt động tích tụ chất béo trong gan, đồng thời cải thiện nồng độ men gan trong máu và nâng cao độ nhạy insulin. Hơn nữa, cô bác nên hiểu như thế này, sự tích tụ chất trong gan được xác định là một phần phát triển thuộc giai đoạn đầu của bệnh gan. Chính vì thế, việc thay thế dầu động vật bằng dầu ô liu sẽ mang đến nhiều lợi ích đối với gan của chúng ta, cũng như hiệu quả tích cực đối với quá trình loại bỏ mỡ trong gan. Ngoài ra, việc duy trì chế độ ăn uống chứa dầu ô liu còn giúp cho cô bác cải thiện chức năng gan và giảm căng thẳng oxy hóa. Mà cô bác biết rồi đó, oxy hóa chính là nguyên nhân nhanh nhất khiến cho chúng ta mắc căn bệnh ung thư. Vậy nên, nếu có điều kiện thì hãy đổi dầu ăn mà cô bác vẫn thường sử dụng hàng ngày qua dầu ô liu để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhé. Cô bác thấy đấy, ba loại thực phẩm mà tôi vừa chia sẻ đều rất quen thuộc trong cuộc sống. Trong khi đó, chúng có thể cải thiện chức năng gan và hạn chế nguy cơ mắc ung thư của cô bác. Vậy nên, cô bác hãy cố gắng thêm chúng vào bữa ăn của mình để sức khỏe luôn được đảm bảo nhé. Bên cạnh đó, các chuyên gia về sức khỏe cũng cho biết, để tăng cường việc giải độc gan trong thời gian sớm nhất, chúng ta có thể kết hợp cùng với một số loại nước có tác dụng làm mát gan, thanh nhiệt cơ thể. Do vậy, trong phần tiếp theo của video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày xin được chỉ ra hai loại nước được mệnh danh là vua thải độc gan. Cô bác làm theo cách này vừa giúp gan khỏe mạnh đến già, lại có thêm nhiều lợi ích khác cho sức khỏe, yên tâm sống lâu sống thọ bên con cháu. Xin mời cô bác cùng tôi theo dõi để bỏ túi những loại nước bổ dưỡng không thể bỏ qua này, cô bác nhé. Loại nước đầu tiên đã quá quen thuộc với chúng ta, đó là nước rau má. Cô bác nào ở đây có con đang trong tuổi dậy thì, mỗi khi trời nóng bức hoặc là ăn đồ cay thì đều thấy mụn nhọt nổi khắp mặt của con, có phải không nào? Thế nhưng chúng ta nghĩ rằng các con đang trong tuổi ăn, tuổi lớn nên việc này là hết sức bình thường thôi. Tuy nhiên, có thể là do cô bác chưa biết đó thôi. Nổi một hai chỗ mụn thì không sao, thế nhưng nếu mụn lên ở nhiều nơi lại kèm cảm giác mẩn ngứa thì cô bác phải cực kỳ lưu ý nhé. Điều này có thể là con cô bác đang mắc phải một số bệnh lý có liên quan đến gan và cần được thải độc gấp. Dù vậy, chúng ta cũng không cần quá nóng vội. Nếu như triệu chứng này chỉ vừa mới diễn ra cách đây không lâu thì cô bác hãy để cháu nhà mình tự thải độc gan bằng nước rau má nhé. Chắc là cô bác cũng chẳng còn lạ gì khi nghe nói rằng uống nhiều nước rau má thì cơ thể sẽ dễ chịu và mát mẻ hơn, có đúng không nào? Thế nhưng cụ thể vì sao nước rau má lại tốt và đặc biệt là thải sạch được độc tố trong gan thì chắc là không phải cô bác nào cũng hiểu rõ. Rau má có tính mát, có vị hơi đắng, không độc. Do vậy có tác dụng làm mát gan, lợi tiểu, chống viêm. Thường được đông y sử dụng để chữa bệnh viêm gan hoàng đản, ngứa, rôm sẩy, bệnh máu cam đấy cô bác. Cô bác nào muốn giảm cân, đẹp da thì nước rau má cũng là một sự lựa chọn tốt bởi vì nó có chứa hàm lượng diệp lục lớn giúp cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào mới, tăng cường độ đàn hồi cho da. Hơn nữa, các chuyên gia về sức khỏe cũng cho biết loại nước này được khuyến khích sử dụng cho những cô bác nào mắc bệnh lý có liên quan đến nhiệt độc
hoặc là tích tụ quá nhiều độc tố dưới da. Chỉ cần uống đều đặn mỗi ngày thì tình trạng này sẽ sớm được cải thiện. Vậy nên, cô bác hãy ra ngoài chợ mua ngay một mớ rau khoảng 200g, sau đó rửa sạch và ngâm với nước muối khoảng 30 phút. Cô bác nên lưu ý là ngâm với nước muối thật kỹ bởi vì rau má mọc sát đất, lại nhiều rễ nên lượng vi khuẩn bám vào là rất lớn. Nếu không được làm sạch đúng cách thì chúng ta có thể dễ bị các bệnh về run sán. Tiếp theo, cô bác cho rau má đã rửa sạch vào máy xay sinh tố và cho thêm cùng với một ít nước lọc và xay nhuyễn. Xong xuôi, cô bác lọc lấy nước, bỏ đi phần bã. Để dễ uống hơn và vị được đậm đà hơn, cô bác có thể bỏ vào một thìa cà phê đường và cho vào ngăn mát của tủ lạnh để uống dần. Tốt nhất mỗi ngày chúng ta nên uống từ 2 cho đến 3 cốc, mỗi cốc khoảng 200ml vào buổi sáng và buổi trưa sau khi ngủ dậy. Tuy nhiên, cô bác nên hạn chế uống vào buổi tối, đặc biệt là lúc trước khi đi ngủ để không làm gián đoạn giấc ngủ của mình, bởi vì rau má có tính lợi tiểu của bác nhé. Loại nước bổ rẻ tiếp theo mà cô bác nên uống để thải độc cho gan nhanh chóng đó chính là nước đậu xanh. Cô bác cứ để ý mà xem, vào mùa hè chúng ta thường sẽ hay bị nóng trong, mặc dù ngồi điều hòa thế nhưng vẫn cảm thấy hừng hực trong người. Cũng vì vậy nên, con cái làm sai điều gì hoặc là các bác nam nhà mình chẳng may vứt đồ bừa bãi thì cô bác sẽ thường hay cáu gắt và nóng giận, có phải không nào? Thậm chí, nhiều cô bác còn có cảm giác bực bội khó chịu trong người nhưng lại chẳng rõ lý do vì sao. Có thể đó là dấu hiệu mà cơ thể bên trong đang cố cảnh báo gan của cô bác đang bị nhiễm độc nặng đấy nhé. Lúc này chúng ta cũng chớ có vội lo lắng mà hãy thử nấu ngay một bát nước đậu xanh. Tôi chắc chắn là chỉ sau từ 2 đến 3 ngày thì cô bác có thể cảm thấy cơ thể của mình mát mẻ và dễ chịu hơn. Theo các chuyên gia đông y thì đậu xanh có tính mát, vị thanh, ngọt. Hơn nữa, với nguồn chất xơ phong phú cùng với các dưỡng chất có trong nước đậu xanh có thể giúp cho cô bác đào thải độc tố trong gan vô cùng hiệu quả, mang đến một cơ thể khỏe mạnh hơn. Nhất là vào mùa nóng, cô bác lại càng nên thường xuyên uống loại nước này bởi vì đặc tính chống viêm của đậu xanh có thể giúp cho cô bác ngăn ngừa sốc nhiệt, tăng nhiệt độ cơ thể và làm giảm khát nước. Đặc biệt, tác dụng này của nước đậu xanh được cả y học cổ truyền lẫn y học hiện đại ghi nhận. Thế nên cô bác cứ yên tâm mà uống nhé. Cách nấu nước đậu xanh thì cũng cực kỳ đơn giản thôi. Đầu tiên, cô bác cần chuẩn bị 250g đậu xanh, khoảng 1 bò gạo, 1,5 lít nước, 1 thìa cà phê đường và 1 thìa cà phê muối. Sau đó cô bác đem rửa sạch rồi để ráo nước và rang đều tay trên chảo nhỏ lửa. Rang trong 10 phút thì cô bác cho đậu xanh và nước lọc đã chuẩn bị vào trong nồi rồi đun sôi đến khi nào đậu xanh nở ra thì cô bác tắt bếp. Sau cùng, chúng ta lọc lấy phần nước, pha thêm chút muối và đường rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để uống dần trong vòng 1 đến 2 ngày. Mỗi ngày, cô bác nên uống từ 1 đến 2 cốc, mỗi cốc 200ml. Và mùa hè thì chúng ta có thể uống thêm một cốc nữa để thanh lọc hết độc tố có trong gan. Chung quy lại, để lá gan được khỏe mạnh, hạn chế nguy cơ bị xơ gan, nhiễm độc và đặc biệt là làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, thì cô bác nên bổ sung 3 thực phẩm sau đây vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình nhé. Thực phẩm đầu tiên cực tốt cho gan khi cô bác ăn lúc đói, đó chính là bưởi. Tiếp theo, bột yến mạch, thực phẩm làm giảm lượng chất béo tích tụ trong gan. Và cuối cùng, dầu ô liu, thực phẩm chứa chất béo lành mạnh, tốt cho gan. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ cùng cô bác, đó là mỗi chúng ta hãy luôn giữ cho mình một tâm lý vui vẻ, lạc quan, tránh suy nghĩ và lo lắng tiêu cực. Chỉ khi chăm lo cho sức khỏe, tinh thần thật tốt, thêm vào đó là việc ăn uống điều độ đúng cách, thì chắc chắn cô bác sẽ luôn khỏe mạnh và sống thọ bên con cháu nhé. Và nếu quý cô bác thấy video này của tôi hữu ích, thì cô bác cũng đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nhé. Chúc quý cô bác luôn có một sức khỏe như ý.